Quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Ăn gì sáng nay. Và với những người con của Hà Nội thì hương vị xôi Phú Thượng có lẽ đã in sâu vào trong ký ức. Và theo cuộc sống mưu sinh thì vị xôi chỉ còn nằm trong trí nhớ. Nhiều người đi xa không còn có dịp thưởng thức món xôi cổ truyền tinh túy ở quê hương. Sáng nay tại mảnh đất phương Nam này thì mời quý vị là những người con của Hà Nội hoặc là thực khách khắp nơi cùng thưởng thức vị xôi tinh túy của xôi Phú Thượng cùng chuyên mục Ăn gì sáng nay. Bạn đã biết làng nghề xôi Phú Thượng có nguồn gốc từ Hà Nội, nhưng có thể bạn chưa biết tại thành phố Hồ Chí Minh chúng ta đã có thể thưởng thức vị xôi này. Việt Nam ngày mới đến thăm anh đây ạ. À. Wow, nóng hổi thơm phức luôn quý vị ơi. Ở Hà Nội có những sự tự hào như kiểu là cốm Làng Vòng này, đấy, bún Phú Đô hoặc là làng nghề giò chả Ước Lễ đấy, thuộc địa phận Hà Nội bây giờ rồi. Thì song song với đó là còn có một làng nghề đã được Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội công nhận là làng nghề xôi truyền thống, đấy, là chính là làng nghề Phú Thượng. Đấy. Với làng nghề Phú Thượng của anh thì nếu mà kể ra loại xôi thì nhiều lắm. Một vài chục loại xôi có thể nấu ra được, nhưng mà bản thân anh mang vào đây anh bán hàng ngày, giới thiệu đến mọi người hàng ngày là chỉ 3 loại xôi cơ bản thôi, đấy, xôi xéo, xôi ngô, xôi trắng. 3 loại xôi đấy sẽ ăn kèm với những đồ ăn tùy theo khẩu vị mọi người khác nhau. Cái phần xôi nếu mà bây giờ dở ra là nghi ngút khói mà đang bay lên luôn, rất là nóng hổi. Và đây có lẽ cũng là cái kỷ niệm của nhiều người Hà Nội, anh không nhỉ? Ngay từ những cái lúc mà mình học lớp 1, mình đã được ba mẹ cho ngày đấy chỉ có 1.000 một cái gói xôi như này thôi. Ăn có sức là đi học tha hồ rồi. Có một điều mọi người ít biết ấy, ở ngoài làng nghề truyền thống xôi Phú Thượng, hàng năm dịp là mùng 8, mùng 9, mùng 10 Tết ấy, thì luôn sẽ có một cái hội đình làng Phú Thượng. Thì trong cái đình làng đấy là sẽ tổ chức một cái lễ hội xôi riêng trong một ngày đó. Giống như là mọi người đã biết đến xôi Phú Thượng rất là nổi tiếng rồi. Tất cả mọi người Hà Nội gần như là không ai không biết, nhưng mà tại cái làng nghề nhỏ bé đó vẫn còn tổ chức là như năm vừa rồi là sẽ có 8 đội thi đấu với nhau để tìm ra đội nào còn nấu xôi ngon nhất trong cái làng nghề nấu xôi ngon nhất Hà Nội đó nữa. Rất là thơm luôn quý vị. Ở trong đây thì Khánh Hà thấy là có hành phi nè, có rút bắp, rồi có đậu xanh. Và ở bên dưới này chính là phần xôi của chúng ta, sắn một miếng kèm với lại hành phi, kèm với lại bắp. Và mình sẽ cùng thưởng thức quý vị nha. Quý vị ơi, hành phi á, thì có một cái độ rất là giòn và thơm, trà bông thì có một xíu vị mặn mặn, xôi thì dẻo và mềm, và bên cạnh đó thì lớp đậu xanh hòa tan trong miệng, thật sự là một món ăn rất là ngon. Nếu như quý vị đang ở xa Hà Nội, quý vị nhớ quê hương của mình thì có thể đến đây để mình thưởng thức món ăn này. Còn nếu như quý vị vẫn chưa biết đến xôi làng nghề Phú Thượng như thế nào thì đây cũng là một địa chỉ để gợi ý cho quý vị giữa lòng thành phố Hồ Chí Minh quý vị nhé.